Như thông tin chúng tôi đã đưa trong số trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chỉ thị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức quán triệt đến từng giáo viên các quy định về dạy thêm, học thêm đối với học sinh bậc tiểu học. Không đề cập trực tiếp đến các quy định về dạy thêm, học thêm, chỉ đạo lần này lại nhắm đến việc giải tỏa áp lực lên học sinh. Liệu quy định lần này có mang đến những giải pháp khả thi hơn hay không? Và phụ huynh đón nhận nó như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi các ý kiến sau đây. Nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm và học thêm thì mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị số 5105. Trong đó chỉ thị này quy định là phải không được giao bài tập về nhà đối với các trường dạy 2 buổi một ngày, cũng như là hạn chế số lượng bài tập về nhà đối với các trẻ học 1 buổi một ngày. Ngoài ra, để đảm bảo thực thi đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn quy định là các trường khuyến khích các trường bán trú tổ chức cho trẻ để sách vở, dụng cụ học tập tại lớp. Như vậy, thay vì đi vào quy định các cái điều kiện về dạy thêm học thêm thì chỉ thị lần này lại nhắm đến việc giảm tải cho học sinh, có nghĩa là giảm bớt nhu cầu đi học thêm. Cái chỉ thị 5105 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo là ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2014, tức là sau khi cái thông tư 30 của Bộ Giáo dục Đào tạo ra đời về đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét, đánh giá thường xuyên bằng nhận xét không cho điểm số, thì nó cũng đi kèm cái đó là một cái giải pháp để chúng ta thực sự đem lại cái niềm vui đến trường cho các em học sinh tiểu học mà không phải áp lực nặng nề bởi điểm số và bởi cái áp lực học thêm. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều phụ huynh hoàn toàn đồng ý với chủ trương này thì cũng có không ít phụ huynh tỏ ra lo ngại và suy nghĩ trẻ con dễ rơi vào những trò chơi không tốt nếu có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, không phải là quá khó thuyết phục. Với tôi thì con tôi nó đi học hàng ngày thì buổi tối tôi về tôi vẫn cứ phải cho bài thêm, chứ nếu như mà cháu mà không có bài thêm ấy thì về nhà nó sẽ dành thời gian nhiều dành cho tivi hoặc là máy tính, cháu sẽ tìm những cái nhiều cái trò chơi để cháu chơi nhiều hơn, thì sợ là trẻ con mà chơi nhiều quá thì nó sẽ thành một cái thói quen đi. Thật ra mà nói, sự đồng thuận là giữa phụ huynh với phía nhà trường rồi phía phụ huynh với là người giáo viên là chính thôi. Tại vì nếu như bây giờ các cháu mà nó không được đi học thêm nó thì nó lại rẽ sang một cái là nó trong cái thời đại mà công nghệ thông tin hiện đại quá thì sự hòa nhập quốc tế rất là nhiều, thì các cháu nó rảnh là nó cứ vô nó truy cập vào mạng, nó chơi, nó đùa và nó sinh ra những cái tệ nạn, cái tiêu cực mà có thể là nguy hiểm và đáng tiếc hơn so với cái vấn đề mà cháu nó đi học thêm. Mình không là khuyến khích hay là nói là học thêm là xấu hay là tốt, nhưng mà giữa cái lợi và cái hại thì ta nên chọn cái lợi thì nó nhiều hơn. Bình thường ấy, ra một bài toán cho cháu mà lại đòi hỏi chúng nó chỉ như mình ngày xưa mình đi học ấy, thì tôi thấy là với cái khả năng của chúng nó bây giờ thì nó không quá sức với những cái đứa trẻ bây giờ, bởi vì bây giờ trẻ con bây giờ chúng nó thông minh nữa. Một là tôi sẽ cho cháu bài thêm để với khả năng của tôi thì tôi kèm được thì tôi kèm, còn nếu không thì tôi sẽ tìm cách để cho cháu đi học thêm ở đâu đấy. Phụ huynh thì có quyền có thể là kèm cặp con mình thêm, nhưng mà có thể mua tài liệu sách vở gì đó là cái quyền của phụ huynh. Nhưng tôi cũng như lúc nãy tôi đã nói là phụ huynh học sinh nên tạo cái điều kiện thời gian con em mình còn rất là dài, không có vội. Kiến thức ở tiểu học tuy rất quan trọng, ví dụ như là viết cho đẹp, làm toán cơ bản, rồi có cái nền tảng thể lực, những cái vấn đề đó, rồi cái giá trị đạo đức của các em học sinh tiểu học, biết yêu trọng, biết quý trọng thầy cô, biết yêu kính cha mẹ, bạn và ông bà. Những cái giá trị đó nó quan trọng hơn là nhồi nhét kiến thức cho các em học sinh ở tiểu học. Bên cạnh quy định không được cho bài tập về nhà thì chỉ thị 5105 cũng quy định là không được tổ chức các cái kỳ thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học, cũng như là không được tổ chức các đội tuyển tham gia vào những cái cuộc giao lưu sân chơi mang tính trí tuệ. Về phía bản thân mình thì mình vẫn thích là có một cái gì đó, tất nhiên là không phải thường xuyên, không phải là thường xuyên và không phải định kỳ, nhưng mà đôi khi có những cái sân chơi nào đó để cho các cháu có điều kiện, có dịp cạnh tranh. Vì chính như vậy thì cũng có để điều kiện là để cho các cháu có việc học tập và giao lưu tốt hơn. Ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng chỉ loại bỏ việc xếp loại đối với học sinh nhưng vẫn duy trì việc xếp loại đối với giáo viên thì vẫn tạo ra những áp lực gián tiếp lên học sinh. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc xếp loại giáo viên hiện nay không còn quá nặng về thành tích của học sinh nữa. Tuy nhiên, quan điểm của thành phố vẫn là duy trì một số cái sân chơi không mang nặng về thành tích cho các em học sinh cấp 1. Xếp loại giáo viên thì căn cứ vào cái thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo về đánh giá giáo viên theo chuẩn
rất nhiều cái yêu cầu xung quanh cái việc mà giáo viên đến lớp, chứ không phải chỉ căn cứ vào cái thành tích giáo viên đã dạy học trò giỏi như thế nào. Và tôi cũng nói thêm các cái hoạt động, các cái cuộc thi mang tính trí tuệ hoặc là những cái sân chơi, Bộ Dục là đã cấm là tạo một cái đội tuyển để mà ôn luyện vì thành tích của trường, thì cái đó là gây áp lực cho các học sinh. Tuy nhiên cái sân chơi nào cũng bổ ích, sân chơi nào cũng mang tính tập thể thì chúng ta cũng vẫn tổ chức, và hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục một số cái sân chơi như vậy để cho các học sinh tiểu học có cái sân chơi và đồng thời rèn luyện cái khả năng tư duy của mình. Như vậy, dù chỉ thị mới nhằm chấn chỉnh một vấn đề rất cũ nhưng vẫn tồn tại hai luồng ý kiến rất khác biệt. Liệu việc loại bỏ bài tập về nhà hay là giảm cái sự cạnh tranh giữa các em học sinh thì có chấn chỉnh được tình trạng dạy thêm, học thêm như mục đích ban đầu của nó, hay là lại tạo thêm một điều đáng tiếc nữa? Có lẽ chỉ có chất lượng giáo dục của các em sau 10 năm thì mới có thể trả lời được câu hỏi này.